Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình Trung Đông. Quý vị, cuộc chiến của Do Thái và Hamas gần như là vẫn tiếp tục kéo dài. Mặc dù Do Thái kiểm soát phía Bắc, nhưng mà phía Nam của dải Gaza thì vẫn chưa hoàn tất. Hiện nay Do Thái đã kiểm soát khoảng 3/4 dải Gaza. Có nghĩa là về cuộc chiến này, và phía Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã lên tiếng và nói rằng cuộc chiến có thể kéo dài trong vài tháng. Và quý vị, chuyện này xảy ra giữa lúc mà Do Thái đang bị áp lực bởi cộng đồng quốc tế và một số những quốc gia Hồi giáo là phải ngưng cuộc chiến ngay lập tức, sau khi mà số lượng người bị thiệt mạng trong cuộc chiến này đã hơn 25.000 người. Và quý vị, trong đó thì cái giải pháp mà phía Do Thái muốn biết là cái giải pháp nào để chấm dứt cuộc chiến này. Đây là cái mục tiêu của ông Benjamin Netanyahu. Trong khi đó thì chúng ta đều biết được mục đích của Do Thái. Thứ nhất là phải loại trừ nhóm Hamas. Thứ hai là phải kết nối lại bang giao với lại tất cả những quốc gia Ả Rập để thừa nhận Do Thái là một quốc gia chính thức. Đây là cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng là ông Benjamin Netanyahu sẽ phải làm. Tức là sẽ loại trừ những phần tử Hồi giáo cực đoan ra khỏi vùng lãnh thổ của Gaza và vùng Tây Ngạn. Và thứ hai là đạt được cái sự thừa nhận của các quốc gia Ả Rập với sự hiện diện của một quốc gia Do Thái. Thì quý vị, chuyện này đã tồn tại nhiều năm. Và mới đây nhất trong cái bài phỏng vấn, và một trong những viên chức ngoại giao hàng đầu của Saudi Arabia khẳng định sẽ không bao giờ thừa nhận Do Thái nếu như mà không có một cái lộ trình cho một quốc gia Palestine. Quý vị, có lẽ chúng ta sẽ bước vào cái bài phỏng vấn của ông ngoại trưởng của Saudi Arabia trước khi mà chúng ta đi vào phân tích tình hình xem liệu cái bài toán ở Trung Đông có thể được giải quyết một cách tới nơi tới chốn hay không, hay nó vẫn lình xình và cái vòng tròn bạo động này nó vẫn lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Ok quý vị, đầu tiên hết là chúng ta đi vào trong cái bản tin. Saudi Arabia, người giới chức ngoại giao hàng đầu cho biết sẽ không thừa nhận Do Thái nếu không có một lộ trình cho người Palestine được lập quốc. Bản tin từ Jerusalem cho biết, thì giới chức ngoại giao hàng đầu của Saudi Arabia lên tiếng nói rằng vương quốc này sẽ không có bình thường hóa quan hệ với lại phía Do Thái hoặc là đóng góp cho cái việc tái xây dựng dải Gaza mà không có một cái lộ trình cho một quốc gia Palestine. Và đây cái quốc gia này là không có cái sự dính líu gì tới cái chính quyền của Do Thái. Hoàng tử Faisal bin Farah đã đưa ra lời phát biểu như trên đài truyền hình CNN trong ngày Chủ nhật, và gần như là trực tiếp vẫn chưa có trực tiếp từ viên chức của Saudi Arabia. Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu, người đang đối diện với lại cái áp lực từ nội địa trong vấn đề mà giải quyết cái tình trạng con tin Do Thái, bao gồm luôn sự nổi giận của cuộc biểu tình của cái phiên họp nghị viện vào ngày thứ hai, trong đó là bác bỏ một cái quốc gia Palestine, dự tính là sẽ mở ra một cái lộ trình gọi là dùng quốc sự để mà kiểm soát dải Gaza. Và cuộc tranh luận cho tương lai của dải Gaza vẫn không có một cái ánh sáng, và trong đó thì Do Thái vẫn các cái một trong những đồng minh hàng đầu của Do Thái là Hoa Kỳ, trong đó gần như là cộng đồng quốc tế đang tìm cách gọi là áp lực để có một cái chính quyền của tái xây dựng cho Palestine sau cuộc chiến này, nơi mà đang có khoảng 2.3 triệu người Palestine. Và trước cái biến cố ngày 7 tháng 10, sau khi mà Hamas tấn công, Hoa Kỳ đã tìm cách đạt được thỏa thuận giữa Saudi Arabia để bình thường hóa với lại phía Do Thái, trao đổi lại cái sự bảo đảm của Hoa Kỳ và hỗ trợ thành lập một cái chính quyền dân sự và kể cả cái chương trình gọi là nguyên tử dân sự cho vương quốc này. Và tiến trình này đã bị vốn đã được giải quyết thông qua cái cuộc tranh chấp giữa người Palestine và Do Thái vào tháng 9. Thì ông Netanyahu cho biết Do Thái sẵn sàng có được cái thỏa thuận, và ông nói rằng là sẽ có thể có một cái chuyển mình cho phía Trung Đông. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN thì khi cái người xứng viên hỏi rằng quý vị cho rằng là phải có một cái lộ trình cho người Palestine như vậy thì sẽ không có bình thường hóa quan hệ giữa Do Thái và Saudi Arabia
Arabia, thì ông thái tử này trả lời là đây là cái đường hướng duy nhất mà tạo ra quyền lợi cho chúng tôi, và tôi trả lời yes, đó là câu trả lời của ông. Trước đó trong cuộc phỏng vấn thì quốc gia này được xem là có dầu hỏa, rất nguồn dầu hỏa rất giàu, có thể sẽ tài trợ cho việc tái xây dựng dải Gaza, và sau khi mà Do Thái có cuộc tấn công chưa từng có phá hủy khu vực này, và chúng tôi tìm kiếm một cái đường hướng cho một giải pháp, một cái đường hướng mà chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ kéo dài thêm 1-2 năm nữa, và chúng tôi đang nói về điều này. Tuy nhiên chúng tôi đã bị đẩy lùi trở lại sau khi mà cái tình trạng này bị thay đổi sau ngày 7 tháng 10, và hiện nay thì gần như là không có một cái sự đối thoại nào. Và phía Palestine thì đang tìm kiếm thành lập một quốc gia của họ, bao gồm dải Gaza, vùng chiếm đóng ở Tây Ngạn, và bao gồm luôn việc sáp nhập cả Jerusalem, vùng lãnh thổ mà Do Thái đã chiếm được từ năm 1967 từ cuộc chiến của Trung Đông. Và Do Thái xem Jerusalem là thủ đô của họ ở vùng Tây Ngạn, và giữa lúc mà lịch sử và đây được xem là cái trái tim của những người đi theo đạo thì Do Thái giáo, và trong đó gần như là có hàng trăm ngàn người định tái định cư của người Do Thái ở khu vực này. Và hiện nay những vòng đối thoại này vẫn đã bị đổ vỡ trong vòng 15 năm qua, và nó vẫn chưa có một cái giải pháp nào, quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái quan điểm của Saudi Arabia là phải có một quốc gia Palestine nếu như mà muốn họ bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái. Vai trò của Saudi Arabia rất quan trọng là bởi vì quốc gia này được xem là bán lãnh đạo của khối Ả Rập. Khối Ả Rập gồm có Jordan, Ai Cập, rồi Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Oman, vân vân. Thì quý vị, những quốc gia này đều là những quốc gia Ả Rập, và gần như họ xem Saudi Arabia là cái quốc gia lãnh đạo của họ, mặc dù không có chính thức bầu oán gì cả. Nhưng quốc gia này có vùng lãnh thổ rất rộng lớn và được xem là cái quốc gia bán lãnh đạo của khối Ả Rập, đồng thời cũng là bán lãnh đạo của khối Hồi giáo. Tại sao tôi gọi là bán lãnh đạo? Là bởi vì Saudi Arabia có một cái thánh địa rất lớn dành cho người Hồi giáo, người ta gọi là thánh địa Mecca. Mỗi một người Hồi giáo trong cuộc đời của họ phải ít nhất một lần được đặt chân tới thánh địa Mecca nằm ngay tại Saudi Arabia. Do đó, Saudi Arabia trở thành trung tâm của thế giới Hồi giáo. Có thể nói là như vậy. Quốc gia này có cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Khi quốc gia này đưa ra một cái quyết định thì có nghĩa là cả khối Ả Rập và ít nhất là cả khối Hồi giáo sẽ lắng nghe cái tiếng nói của Saudi Arabia. Có lẽ vì cái tư thế này mà Saudi Arabia vẫn cho tới ngày hôm nay vẫn duy trì không kết nối bang giao với Do Thái, do áp lực của khối Ả Rập và khối Hồi giáo. Đây là cái điều chính kể từ năm 1967. Và mặc dù rằng năm 2020, ông Trump đã vận động được một trong những quốc gia quyền lực, có thể nói là quyền lực đứng sau lưng Saudi Arabia, là Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Vương quốc Ả Rập Thống nhất, tức là UAE, đã kết nối bang giao với lại Do Thái. Và cái bước này là cái bước khá quan trọng. Thì quý vị, nó tất cả đang đi trên lộ trình, và Joe Biden cũng đang tìm đủ mọi cách cho phía của Saudi Arabia nối kết lại bang giao với lại Do Thái. Trong đó, phía của Joe Biden đã đồng ý là sẽ cung cấp thêm cái an ninh, tức là sẽ có thêm những cái hỗ trợ về vũ khí cho Saudi Arabia. Và thứ hai là giúp cho Saudi Arabia có được cái lò phản ứng nguyên tử dân sự. Tức là quốc gia này cũng đang cần cái lò phản ứng nguyên tử để mà giảm bớt cái việc sử dụng cái nguồn dầu thô. Thì quý vị, hai cái dự án này đang trong phòng thương thảo để đổi lại Saudi Arabia sẽ kết nối bàn giao với Do Thái. Và lộ trình này đang đi tới cái tiến trình gần như là suôn sẻ, thì Hamas đã thọc gậy ở giữa. Họ mở ra cái cuộc biến động của ngày 7 tháng 10, và tất cả mọi việc đã thay đổi. Tất cả mọi việc đã thay đổi, và chính điều này mà nó dẫn tới phía Saudi Arabia là bị áp lực của khối Ả Rập và khối Hồi giáo. Họ không thể ban giao với lại phía của Do Thái cho tới khi nào mà họ nói rằng có lộ trình dành cho người Palestine. Thì các vị, giống như tôi nói, người Palestine, thật sự khu vực này, hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ, thì tôi nghĩ rằng phía Do Thái họ cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ này, hôm trước tôi có nói là những người Palestine ở tại dải Gaza gần như đã bị tẩy não. Họ chỉ nuôi cái lòng thù hận bởi vì do phía Hamas cấy vào đầu của mấy đứa trẻ, những giới trẻ của Palestine,
là sự thù hận và phải tiêu diệt Do Thái. Đây là cái điều kiện tiên quyết của Hamas. Và thứ hai là cái sự tranh chấp rất khó khăn suốt nhiều năm nay. Đó là miền đông Jerusalem, nơi mà Palestine cương quyết phải lập quốc và phải lập quốc với cái thủ đô của họ là Jerusalem. Trong khi đó thì Do Thái vẫn xem Jerusalem là thủ đô của họ, và ông Trump đã thừa nhận cái điều này. Năm 2017, ông cho dời cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ từ Tel Aviv về Jerusalem. Tuy nhiên thì quý vị thấy rõ ràng là ngay sau đó là bùng nổ tất cả những cái cuộc xung đột ở Trung Đông. Thì quý vị, tôi mở cái bản đồ lên để cho quý vị xem được là nếu như mà cái giải pháp mà Saudi Arabia đưa ra thì nó sẽ có một cái phản ứng như thế nào, và giải pháp nào dành cho khu vực này để chấm dứt một cái lò lửa luôn âm ỉ suốt mấy chục năm qua. Và tôi không nghĩ rằng là cái giải pháp của Saudi Arabia đưa ra là sẽ có thể giải quyết được, và nó sẽ là một cái vòng luẩn quẩn của bạo động và của xung đột. Quý vị mở bản đồ lên, chúng ta thấy đây là cái đất nước Do Thái. Thì quý vị, ở khu vực này, toàn bộ khu vực này là đất nước Do Thái. Nó rung gần vô thì quý vị thấy là dải Gaza là một phần ở khu vực Địa Trung Hải sát biên giới với Ai Cập. Ok quý vị, đây là cái đường thẳng này á, là biên giới của Ai Cập. Ok quý vị, và khu vực Hồng Hải là ngay chỗ này. Thì Do Thái chỉ có một cái điểm nhỏ ngay chỗ Hồng Hải này thôi quý vị. Thì dải Gaza nằm ở đây, và bên cạnh đó thì quý vị, nguyên một cái vùng rộng lớn của West Bank, tức là vùng Tây Ngạn. Thì quý vị thấy cái chấm mà nó khoảng cách như vậy, nó kéo dài tới Jerusalem và kéo dài xuống tới khu vực này. Tức là cái khu này nó lớn hơn, giáp biên giới với lại Amman, tức là của Jordan. Thì quý vị, đây là cái khu vực mà suốt nhiều năm nay, và đặc biệt là quý vị thấy đây là Jerusalem. Thì quý vị, đây là cái khu vực mà được xem là tranh chấp rất gay gắt giữa Do Thái và Palestine. Và suốt nhiều năm nay không đạt được cái thỏa thuận hòa bình, không có được một cái, tôi gọi là không có được một cái giải pháp để có một quốc gia Palestine, là vấn đề nằm ngay tại Jerusalem. Ok quý vị, thì quý vị, đây là cái lãnh thổ của Do Thái. Và chúng ta thấy là, nhìn trên bản đồ thì chúng ta thấy là giữa dải Gaza và vùng Tây Ngạn là hai cái vùng được xem, hai cái vùng được xem là người Palestine cương quyết lập quốc. Thì quý vị nhìn trên bản đồ, hai vùng này, một cái chiếm ở khu vực của Tây Nam, một cái chiếm khu vực ở Đông Bắc. Tức là hai cái đó nó kẹp lại với nhau. Nếu như thành lập một quốc gia Palestine với cả hai khu vực này, tôi chưa nói tới miền đông Jerusalem, thì Do Thái sẽ luôn nằm trong sự nguy hiểm. Nguy hiểm là ở dải Gaza là một phần ở Địa Trung Hải, ở vùng Tây Ngạn lại là cái nơi nối kết với lại khu vực của bên Oman, Amman, tức là bên của Jordan. Thì quý vị, cái khu vực này, hai cái khu vực này, nếu như mà những cái thành phần mà bài Do Thái vẫn tiếp tục tồn tại ở đây, thì Do Thái sẽ không bao giờ yên ổn cả. Không bao giờ yên ổn cả, bởi vì phía Bắc thì phải đối diện với nhóm Hezbollah, rồi ở ngay khu vực ở trung tâm đó là vùng Tây Ngạn, thì là sự hoạt động của nhà nước Palestine. Mặc dù nhà nước này dân sự, nhưng mà họ vẫn có một cái khoảng cách thành kiến đối rất sâu nặng với Do Thái, mặc dù không tới nỗi như ở dải Gaza. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là họ chấp nhận chung sống hòa bình với Do Thái, nhưng sự chấp nhận chung sống này là giai đoạn, chứ không phải là lâu dài. Tại vì trong đầu của những người Palestine bây giờ, họ vẫn đinh ninh toàn bộ lãnh thổ Do Thái là của họ từ năm 1948. Sau khi mà Liên Hiệp Quốc, trước khi mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố thành lập một quốc gia Do Thái, thì quý vị, trước khu vực đó, người Do Thái, người Palestine đã sống trộn lẫn với nhau ở khu vực này, cho tới năm 1948 thành lập quốc gia của Do Thái. Thì Do Thái đã bắt đầu chiếm lĩnh tất cả các khu vực này và đẩy người Palestine tị nạn qua bên Jordan, tị nạn qua bên Ai Cập từ năm 1948. Và cái việc mà gọi là chiếm lĩnh các cái vùng đất này, nó dẫn tới một cái sự phẫn nộ của khối Ả Rập, và cuối cùng nó xảy ra cái biến cố của năm 1967 là 6 quốc gia Ả Rập liên kết tấn công Do Thái, trong đó có Ai Cập, trong đó có Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan, Kuwait, v.v. Thì quý vị, nhưng kết quả thì trong vòng có 6 ngày thôi, Do Thái đánh bại 6 quốc gia Ả Rập và uy hiếp tới lãnh thổ của
Saudi Arabia cho tới đầu thập niên 70 thì Saudi Arabia phản đối Hoa Kỳ gọi là hỗ trợ cho Do Thái. Họ đã đơn phương cắt bỏ tất cả những nguồn cung cấp dầu hỏa cho phía của Hoa Kỳ. Đây là cái câu chuyện lịch sử thôi. Thì quý vị, lúc đó Hoa Kỳ vẫn ra mặt ủng hộ mạnh mẽ cho Do Thái. Và kết quả Saudi Arabia sợ rằng chính họ cũng trở thành một cái mục tiêu tới của Do Thái. Cho nên cuối cùng Saudi Arabia năm 1972 họ đồng ý. Họ đồng ý là sẽ tiếp tục cung cấp dầu khí cho phía của Hoa Kỳ. Với điều kiện Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh của Saudi Arabia. Hoa Kỳ phải bảo đảm an ninh Saudi Arabia, không để cho Do Thái tấn công Saudi Arabia. Đây là cái phải nói là đây là một cái thỏa thuận. Và cuối cùng thì Saudi Arabia, các quốc gia Ả Rập đồng một lượt thì họ đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ từ ở thập niên 70. Và sau đó thì quý vị, hai quốc gia có đường biên giới với Do Thái, là hai quốc gia có đường biên giới trực tiếp đó, họ e ngại rằng là chính lãnh thổ của họ cũng bị nuốt luôn bởi Do Thái. Do đó họ đã ký ban giao với Do Thái là Ai Cập và Jordan. Hai quốc gia này là hai quốc gia từ thập niên 70 đã ký kết và chính thức thừa nhận một đất nước Do Thái. Tại vì hai quốc gia này có đường biên giới trực tiếp với lại phía của Do Thái. Trừ phía Bắc là của Lebanon thì không thừa nhận. Nhưng mà phía Đông và cái phía Nam của Do Thái thì đều thừa nhận. Hai quốc gia này là hai quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Do Thái. Thì chỉ có hai quốc gia này trong suốt nhiều năm. Có thể nói là từ năm 1900, thập niên 1970 cho tới bây giờ, chỉ có Jordan và phía của Ai Cập là thừa nhận cái sự hiện diện của Do Thái thôi. Và lúc đó thì quý vị, Ai Cập là nằm dưới quyền của ông Hosni Mubarak, được xem là ông tổng thống độc tài đó. Thì trước khi mà có cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập đó, thì ổng là người nắm quyền lực ở tại Ai Cập. Thì quý vị, xuống nhiều năm, Do Thái vẫn bị lấn cấn, là chỉ có trong tổng cộng 27 quốc gia Ả Rập thì chỉ có 2 quốc gia thừa nhận họ thôi. Còn lại tất cả đều không thừa nhận cái tính chất hợp pháp của một đất nước Do Thái. Và hầu hết những quốc gia Ả Rập còn lại vẫn muốn giúp cho người Palestine chiếm lại cái vùng lãnh thổ của họ. Và mãi tới thập niên 90 dưới thời của Bill Clinton thì mới đưa ra cái giải pháp là một quốc gia có 2 vùng lãnh thổ. Trong đó thì quý vị, nó gặp bế tắc. Lúc đó thì cuộc chiến rất gay gắt và người Palestine bị xem là phần tử khủng bố trong mắt của Hoa Kỳ. Cho tới thập niên 90 dưới triều đại của Bill Clinton thì lúc đó đưa ra cái giải pháp là 2 quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Tuy nhiên thì cái giải pháp này nó bị bế tắc cho tới ngày hôm nay không giải quyết được. Đó là khu vực của miền đông Jerusalem. Jerusalem là một cổ thành. Và cổ thành này được xem là cái nôi lớn nhất của các tôn giáo trên thế giới. Trong đó có Do Thái giáo, Công giáo, Hồi giáo và Chính thống giáo đều xuất phát từ ở miền đông Jerusalem. Do đó, phía Do Thái cương quyết xem Jerusalem là lãnh thổ của họ và là thủ đô của họ luôn. Ngược lại, người Palestine cũng cương quyết đòi hỏi Jerusalem phải là thủ đô của họ. Và đây là cái phần bế tắc mà suốt từ thập niên 90 cho tới bây giờ, cuộc giao tranh và cuộc đối đầu của Do Thái và của người Palestine vẫn chưa chấm dứt và chưa có được một cái giải pháp để mà có hai quốc gia. Mặc dù Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận là sẽ thành lập một quốc gia Palestine, nhưng mà tới ngày hôm nay Palestine vẫn chưa được lập quốc. Hệ thống quản trị ở vùng Tây Ngạn là chính quyền của Palestine, chính quyền dân sự của Palestine, tại vì họ không có lực lượng quân sự. Lực lượng Do Thái là lực lượng quân sự bảo đảm cái an ninh ở khu vực này. Tại vì sau cái thập niên 90, lúc đó thì ông Yasser Arafat là người đứng đầu của lực lượng cách mạng giải phóng Palestine đã đồng ý giải giới. Lúc đó ông là một cái lực lượng vũ trang. Thập niên 80 ông ta bị xem là phần tử khủng bố. Nhưng qua tới thập niên 90 dưới thời của Bill Clinton thì Yasser Arafat đã được xem là một lãnh tụ của người Palestine. Và ông ta đồng ý giải giới vũ khí, tức là dẹp bỏ tất cả lực lượng vũ trang để tiến hành một cái chính quyền dân sự. Thì vì lúc đó thì Do Thái mới đồng ý là một vùng lãnh thổ hai quốc gia.
Thì quý vị, tuy nhiên thì nó bị một cái trở ngại thứ hai là ngoại trừ cái sự tranh chấp giữa Do Thái và Palestine ở phía đông của Jerusalem, thì cái điều quan trọng nhất là cái chính quyền dân sự của Palestine tại đây là một chính quyền rất tham nhũng. Sau khi mà ông Yasser Arafat qua đời, thì bây giờ là ông Mahmoud Abbas là tổng thống đương nhiệm hiện nay của Palestine. Thì quý vị, chính quyền của ông ta, thứ nhất là một cái chính quyền khá tham nhũng. Cho tới giờ phút này, gần như là cái tham nhũng nó trở thành bất trị ở tại Tây Ngạn. Và thứ hai, chính vì cái tham nhũng này, và nó mở đường cho dân Palestine ngán ngẩm. Tại vì cái tham nhũng này nó cũng không khác gì ở Việt Nam hết. Nó sách nhiễu tới đời sống của từng người dân. Của từng người dân luôn quý vị. Chính vì vậy mà dân Palestine đã dồn về dải Gaza nhiều hơn là họ sinh sống ở vùng Tây Ngạn. Có hai lý do. Thứ nhất, dải Gaza, cái hệ thống kinh tế phát triển tốt hơn là bởi vì họ có cái bờ biển Địa Trung Hải, nơi được xem là có cái khả năng phát triển về kinh tế. Còn vùng Tây Ngạn thì nằm ở sâu bên trong nội địa. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là cái chính quyền tham nhũng của Mahmoud Abbas đã khiến cho nhiều người Palestine bỏ về dải Gaza. Và dưới ở dải Gaza thì cái nơi này là cái nơi gần như là hoạt động của những nhóm chống Do Thái, và sau này là có thêm nhóm Hamas thành lập từ thập niên 80, cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nhưng mà nó không có một cái thế lực, tại vì lúc đó cái thế lực mạnh nhất là của ông Yasser Arafat. Thì quý vị, nhưng sau khi mà nhiều năm dưới sự quản trị của chính quyền Yasser Arafat và bây giờ là Mahmoud Abbas, thì người Palestine vẫn sống trong một cái sự gọi là rất khó khăn. Rất khó khăn về kinh tế và sự gọi là tham nhũng lạm quyền ở trong chính quyền của Palestine. Bên cạnh đó thì quý vị, những người Do Thái cực đoan, tôi gọi là những người cực đoan Do Thái, họ cũng không dừng lại. Họ liên tục xây dựng những cái khu tái định cư ở trên vùng Tây Ngạn. Đây là một trong những cái điểm chính dẫn tới cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Tức là người Do Thái vẫn tiếp tục xây dựng những khu định cư xung quanh ở Tây Ngạn và đôi khi lấn vào luôn cái khu vực của người Palestine ở vùng Tây Ngạn luôn. Và chính điều này nó dẫn tới một cái tình trạng gọi là đấu tranh và thù hận giữa người Palestine và người Do Thái. Bên cạnh đó, ở dải Gaza thì từ năm 2007 thì nhóm Hamas đã được nhóm Palestine, người Palestine chọn là cái hệ thống quản trị họ. Và thay vì phát triển cái dải Gaza, thay vì sử dụng cái lợi thế của mình để phát triển một chính phủ tốt hơn, nâng đời sống người dân lên và chứng minh đó là một cái chính phủ trong sạch hơn chính phủ của ông Mahmoud Abbas, thì quý vị, Hamas đầu tư từ năm 2007 vào cái chiến dịch của họ, tức là họ xây dựng tất cả những hạ tầng cơ sở với một mục tiêu là tiêu diệt Do Thái. Với một mục tiêu thôi là tiêu diệt Do Thái. Chính điều này nó dẫn tới tình trạng gọi là thù hận giữa người Palestine và người Do Thái đào sâu thêm, và không có một cái giải pháp nào cho cái tình hình trước mắt. Thì quý vị, bây giờ xảy ra cái biến cố ngày 7 Tây tháng 10, thì bây giờ chính quyền của Netanyahu là một chính quyền cứng rắn, tuyên bố sẽ loại trừ Hamas ra khỏi dải Gaza. Tuy nhiên thì cho dù ông Benjamin Netanyahu đạt được cái mục tiêu của ông ta là có thể chấm dứt sự hoạt động của Hamas trên dải Gaza, nhưng bước kế tiếp sẽ là cái gì? Một giải pháp hòa bình cho người Palestine và người Do Thái ngay tại Tây Ngạn, Gaza và lãnh thổ Do Thái. Thì quý vị, trước mắt tôi không thấy giải pháp hòa bình, bởi vì cái lòng thù hận đã được bơm vào suốt 30 năm nay. Nó không dừng lại. Phía những cái người cực đoan của Do Thái cũng muốn từ từ lấn sân lấn đất của vùng Tây Ngạn hay dải Gaza. Ngược lại thì phía Palestine sẽ bằng mọi cách là phải xóa sổ Do Thái. Do đó tại sao Benjamin Netanyahu tới giờ phút này, mặc dù trong nội địa họ có những cái xung đột về chính trị, nhưng mà ông ta vẫn cứng rắn và ông ta không chấp nhận một cái giải pháp mà gọi là hậu chiến tranh, thành lập một cái hệ thống quản trị của người Palestine. Mà trong khi đó, ông Benjamin Netanyahu, ông muốn rằng
là phía Do Thái sẽ bảo đảm vấn đề an ninh, nhưng quản trị toàn bộ dải Gaza phải là khối Ả Rập, tức là Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phải chọn ra một cái toán, ít nhất là một cái guồng máy chính trị và quản trị cái khu vực này, ít nhất là kéo dài một vài thập niên, trước khi đi tới một cái hòa bình vĩnh viễn, tức là sẽ có hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Đây là cái ý của Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên thì quý vị, các quốc gia Ả Rập bây giờ họ không muốn. Họ muốn ủng hộ cho người Palestine, nhưng là họ lại không muốn nhúng tay vào trong cái việc quản trị người Palestine hay là nhúng vào cái lò lửa ở khu vực này. Quý vị thấy, Jordan vẫn bác bỏ. Jordan, Ai Cập vẫn bác bỏ, và kể cả Saudi Arabia đều bác bỏ. Họ nói rằng họ không muốn quản trị người Palestine, và họ cũng không muốn người dân Palestine bước chân vào lãnh thổ của họ nữa. Ngay tại Jordan, ngay tại Ai Cập là hai quốc gia có đường biên giới trực tiếp. Phía Jordan thì là những người Palestine sinh sống ở Tây Ngạn. Phía dải Gaza thì nó có đường biên giới trực tiếp với Ai Cập. Thì quý vị, các quốc gia này muốn giải quyết là hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ, nhưng mà họ lại không có muốn can dự vào trong cái việc quản trị người Palestine. Trong khi đó, ông Benjamin Netanyahu, ông hiểu rõ là ít nhất phải kéo dài một vài thập niên để xóa dần cái sự thù hận bằng những cái phương pháp giáo dục, bằng cái sự làm ăn buôn bán, bằng cái kết nối kinh tế, bằng cái văn hóa để dung hòa lại. Không thể nào có được một cái hòa bình nếu một bên vẫn nuôi dưỡng cái lòng thù hận. Thì quý vị, suốt nhiều năm nay, từ năm 2007 cho tới bây giờ, người dân Palestine ở dải Gaza đã bị nuôi dưỡng thù hận. Tức là Hamas nuôi dưỡng cái thù hận đó ở trong, và họ tẩy não tất cả những người trẻ Palestine. Do đó quý vị, Benjamin Netanyahu nhìn vào cái hướng đường dài là sẽ không bao giờ có được hòa bình nếu phía Palestine vẫn nuôi dưỡng cái sự thù hận này. Và đặc biệt là cái sự tranh chấp ở Jerusalem, nó cũng dẫn tới một cái sự xung đột thù hận giữa hai bên. Tại vì nơi đây quý vị thấy là không những là nó là cái có cái bức tường của bức tường thành ở Jerusalem, là cái bức tường mà người Do Thái giáo rất coi trọng. Và thứ hai, ở đây lại có một cái đền thờ lớn Al-Aqsa của người Hồi giáo. Do đó cái sự mà là tranh chấp về quản trị cái cổ thành Jerusalem, nó vẫn là một cái bế tắc. Nó vẫn là một cái bế tắc. Do đó dường như cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ không thể giải quyết được. Không thể giải quyết được, không phải là vấn đề biên giới, mà vấn đề cái ý thức hệ, tức là cái suy nghĩ. Thì cho tới giờ phút này tôi vẫn thấy rằng bài toán của người Palestine và người Do Thái cần phải scale back lại. Tức là tạm thời không nên nghĩ tới hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Mà cái giải pháp ông Benjamin Netanyahu đưa ra là khá hữu lý. Nhưng bây giờ đám Ả Rập lại không chịu. Và quý vị thấy đó, chính ông thái tử của hoàng tử của Saudi Arabia là ông Bộ trưởng Ngoại giao. Ông nói không có một quốc gia Palestine thì sẽ không bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái. Tức là không thừa nhận một đất nước Do Thái. Nhưng mà để có được một đất nước Palestine thì quý vị, Do Thái vẫn sẽ phải sống trong cái sự đe dọa mỗi một ngày. Đó, họ đã giao cái dải Gaza lại cho người Palestine từ năm 2005. Và 2007 thì Hamas nắm quyền. Thì quý vị, cuộc xung đột vẫn không dừng lại. Do đó, tôi nghĩ rằng cái giải pháp duy nhất mà có thể giải quyết được bài toán Trung Đông một cách quyết liệt và đi tới tận cùng là Ả Rập phải tăng cường vai trò. Khối Ả Rập phải tăng cường vai trò. Nếu thực sự họ muốn có hòa bình thì phải tăng cường vai trò. Tức là họ phải tạm thời quản trị cái hệ thống của dải Gaza và ở vùng Tây Ngạn. Nếu như Mahmoud Abbas mà quá tham nhũng thì quý vị, ít nhất là trong một khoảng thời gian một vài thập niên trước khi mà bắt đầu chính thức có được một cái quốc gia Palestine. Còn nếu không quý vị, nó sẽ tiếp tục có những cuộc đổ máu và cái vòng lẫn quẩn về bạo động ở Trung Đông sẽ không bao giờ chấm dứt. Tại vì cứ một vài năm, quý vị sẽ thấy những cuộc tấn công khủng bố kiểu này. Nó không dừng lại được bởi vì cái lòng thù hận nó còn quá nặng nề.
Tôi nghĩ rằng đây là cái điểm then chốt nhất cho hòa bình tại Trung Đông. Không một quốc gia nào có thể giải quyết được. Và cũng không có một cái áp lực nào có thể giải quyết được. Nếu mà cứng rắn tới nơi tới chốn thì sẽ thành áp bức một phía, áp bức người Palestine. Còn nếu mềm dẻo đi một cái phương pháp ngoại giao và sử dụng chính trị thì quý vị, đó, nó sẽ xảy ra những tình trạng tương tự như Hamas. Là cứ cách vài tháng, một năm lại có một cuộc khủng bố lớn như vậy. Tại vì họ quyết tâm diệt trừ người Do Thái. Đây là cái điểm then chốt. Nó được đầu tư, nó được tẩy não, và trong suy nghĩ của những người Palestine bây giờ là trong đầu của họ, là cuộc đời của họ cho tới giờ phút này, họ chỉ muốn chứng kiến một đất nước Do Thái bị diệt vong. Họ muốn chứng kiến một đất nước Do Thái bị diệt vong. Đây là cái điểm then chốt mà tôi nói rằng là bất kỳ một cái giải pháp nào đưa ra đều không ổn. Trừ khi là dẹp bỏ được cái phần này. Mà muốn dẹp bỏ được cái phần này là phải đầu tư vào hệ thống giáo dục. Nó mất ít nhất một hai thế hệ. Chứ không thể diễn ra trong nhất thời trước mắt được. Còn nếu không quý vị, vẫn là cây súng nói chuyện. Vẫn là bạo động nói chuyện. Chứ không thể có giải pháp hòa bình được. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.